Hãy nhớ khi các con được giới thiệu với hoàng tử, hãy chắc rằng chờ đã. Có dễ thương không nào? Mọi người thấy có được không? Cinderella, mẹ ơi, không thấy được, không thấy được, trả đi. Ôi không, nhìn kia, thằng càng của tôi, nó đang quấn thằng càng của tôi, không thấy được. Đừng bắt, không thấy được, đạo ơn đi. Cắp. Con gái, thế đủ rồi, đi thôi. Mẹ không để các con mất kiểm soát đâu. Tạm biệt. Dạ em. Ô, bà Tiên ạ. Hôm nay lại khóc à? Suốt ngày khóc thôi, nhèo nhèo ra. Thế sao thế hôm nay? Làm sao mà lại khóc thế? Tối nay hoàng tử tổ chức dạ tiệc, con muốn đi dạ tiệc mà chẳng có váy đẹp để mặc. Không mua cái váy Zara mấy cả đôi dép lê này thì làm sao mà đi dự tiệc được cái chứ? Đơn giản, váy thì ta có thể biến được luôn cho con một chiếc váy thật đẹp để tối nay đi dạ hội luôn. Còn giày thì chân như cái xuồng như thế này chắc là phải thừa. Thôi không sao, yên tâm, ta sẽ tự tay làm cho con một đôi giày thật đẹp nhé. Ô thật ạ? Con cảm ơn bà Tiên. Sự giúp đỡ của bà Tiên, Lọ Lem đã có mặt tại buổi dạ tiệc và gặp gỡ vui vẻ với hoàng tử. Như lời dặn của bà Tiên, sau 12 giờ, tất cả phép thuật sẽ biến mất. Liệu Lọ Lem Thảo Hương sẽ có một cái kết tốt đẹp như trong truyện cổ tích hay không? Hãy cùng đón xem Handmade Series tập tiếp theo.